Các tiểu bang nợ 5.000 tỷ Mỹ Kim mà người đóng thuế sẽ phải trả. Các tiểu bang khắp nơi đang để lại món nợ khổng lồ cho người đóng thuế trong những thập niên sắp tới khi các chính quyền tiểu bang tiếp tục lạm dụng thẻ tín dụng của tiểu bang. Một bản báo cáo mới vừa được công bố cho biết chính quyền tiểu bang mắc nợ hơn 5.100 tỷ Mỹ Kim, phần lớn bởi vì những bổn phận đối với hưu bổng cho các cụ và đương kim công chức tiểu bang mà các tiểu bang hiện đang thiếu tích sản để thanh toán. Các trương mục về nợ hưu bổng tổng cộng hơn 3,9 tỷ Mỹ Kim, nhưng bản báo cáo còn bao gồm nợ công khố phiếu, nợ về quỹ bồi thường và nợ dưới hình thức quyền lợi sau khi làm việc hay OPEB, vốn có liên hệ chặt chẽ với hưu bổng và bao gồm chi phí bảo hiểm y tế cho công chức về hưu. Mặc dù tổng số đó thay đổi đáng kể từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, nó cộng thêm tới mức nợ trung bình là hơn 16.000 Mỹ Kim cho mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em tại Hoa Kỳ. Nếu các tiểu bang có khuynh hướng đưa những món nợ này vào thẻ tín dụng của họ, thì trẻ em của tiểu bang chắc chắn là thành phần lo âu nhiều nhất về việc này. Ông Bob Williams, chủ tịch của tổ chức State Budget Solutions, tác giả của bản báo cáo cho biết hàng ngàn tỷ Mỹ Kim nợ nần là kết quả của những sự thất hứa, sự lãnh đạo thiếu lưu tâm và sự thiếu trách nhiệm tài chính. Ông Williams nói rằng hàng triệu người tác động hay trông cậy vào chính quyền tiểu bang mỗi ngày cần phải hiểu rõ tình trạng tài chính thực sự của tiểu bang mình. Ông nói thêm, món nợ không giải quyết được của tiểu bang sẽ phương hại tới ngân sách tiểu bang một khi ngân quỹ được kỳ vọng tài trợ cho giáo dục, y tế và hơn nữa khi nó phải bị chuyển hướng để trang trải cho những khoản thất hứa đó.